Xin chào đón quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay. Quý vị và các bạn thân mến, bông hoa thiên lý được đánh giá là một trong loại rau sạch và có lợi cho sức khỏe. Và từ bông hoa thiên lý chúng ta có thể chế biến được đa dạng các món ăn như món canh, món xào, món gỏi và món chiên giòn. Và với chủ đề 15 phút vào bếp dành cho các cặp vợ chồng mới cưới thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một món ăn được chế biến từ hoa thiên lý với tài chế biến của anh Lâm Trọng Bình. Vâng ạ, xin chào anh Bình ạ. Chào. Vâng, anh có thể giới thiệu với quý vị khán giả của chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay một món ăn được chế biến từ hoa thiên lý không ạ? Xin mời anh. Chào Bình Minh và quý vị khán giả của Nấu Gì Hôm Nay. Hôm nay mình xin giới thiệu món salad hoa thiên lý. Với món này thì mình gồm có bông cải trắng, bông cải xanh, cà rốt, củ hành tây, bông thiên lý, đậu que và giá. Trong đó cái thành phần đi kèm gồm có hành lá, tiêu bể và giấm balsamic. Đây là một loại giấm nho. Cho Bình Minh hỏi một chút ạ. Với giấm balsamic này thì nó có tác dụng như thế nào với món rau hoa thiên lý này? Cái giấm balsamic này là nguyên liệu chính của nó làm từ nho và nó có một vị thơm rất là đặc trưng. Nó vị chua của nó là không có vị chua thanh, không có hăng như những cái loại giấm khác. Cho nên nó sẽ hòa quyện vào những cái món rau mình. Bình Minh được biết ở trên thị trường có rất nhiều loại giấm đúng không ạ? Vậy thì anh có thể liệt kê một số loại giấm mà các bà nội trợ ưa thích và hay dùng không ạ? Có rất nhiều loại giấm trên thị trường và nếu mà nội địa mình thì gồm có giấm gạo, giấm rượu, giấm trái cây, cũng giống như là giấm nho và giấm táo. Và cái này mình có thể mua ở siêu thị và các chợ. Ngoài những nguyên liệu chính thì mình còn có thêm các gia vị nào nữa không ạ? Thêm hạt nêm, nấm và rong biển. Cái nấm và rong biển bột nêm này nó rất là hay, là nó làm cho cái rau mình nó thêm xanh. Và thêm muối, đường, dầu và tiêu bể. Thưa anh, thế còn món này ạ? Cái này là dùng kèm cho nó thêm gia vị cho nó thật ra là cái này là món ăn kèm cho nó khoái khẩu thôi. À dạ. Vâng ạ, xin mời anh bắt tay vào chế biến ạ. Mình phải đợi cho chảo thật nóng, sau đó mình cho vào dầu vào. Vâng, mình thấy bắt đầu chảo nóng rồi ạ. Dạ. Chảo nóng là dầu nó sẽ có hiện tượng là nó tách ra. Và mình nhìn thấy nó tách ra như vậy là bắt đầu nó đã có thể xài được. Wow, thật rất là hấp dẫn. Anh Bình này, trong quá trình mà mình chế biến món này thì để làm sao mà để cho cái rau hoa thiên lý nó được thơm này, giòn này, và điều quan trọng nữa là vẫn giữ được cái màu xanh này. Là lửa phải thật lớn. Một là mình luộc trước, hai là mình xào trong lửa lớn. Dạ. Và làm nhanh thì nó sẽ giòn và xanh. Mình cho một ít nước vào nha. Tiếp theo sau đó cho cà rốt. Anh Bình này, phải cho tuần tự như vậy à? Tốt hơn hết là mình nên cho tuần tự thì để giữ cái màu sắc nó được tự nhiên. À. Còn nếu mình vào một lúc thì có những cái thì nó sẽ bị mềm hơn và có những cái nó sẽ không giòn. Hoặc là cà rốt khi mình xào trước và khi mình bỏ những cái kia vào thì nó cái bông cải trắng nó sẽ bị đổi màu. Nó ngã qua màu cam của cái cà rốt. Tiếp theo là cho đậu que. Đậu que. Bông thiên lý và giá mình sâu cho vào sau cùng nhé. Dạ. Hành cũng cho vào luôn ạ? À? Dạ không. Hành mình sau khi mình đảo cái này chút, hành mình muốn giữ nguyên giống như cái gỏi của mình thông thường là hành là mình bóp tươi luôn. Cho nên cái này là mình cũng chỉ xào sơ nhẹ thôi. Bây giờ mình cho hành. Tiếp theo mình cho hoa thiên lý vào. Vâng, và sau cùng là giá. Cùng là giá. Khi mà mình thấy tất cả rau củ quả bắt đầu đổi màu, trở thành màu xanh thực sự của nó hoặc là màu trắng của nó thì bắt đầu cho gia vị. Cho gia vị vào. Thì trước tiên mình cho một ít bột nêm vào. Yeah. Tiếp theo là cái gì ạ? Tiếp đến là muối và tiêu bể.
tiêu đừng có làm tiêu xay mà làm tiêu bể cho nó thơm và thêm màu. Sau đó mình cho một ít đường vào. Vâng, một chút tương này, một chút đường này, một chút hạt nêm từ nấm ở rong biển này. Tiêu phải là tiêu bể này, không phải là tiêu xay đúng không ạ? Trước khi bắt xuống mình cho hành lá vào, đảo đều một vòng. Như vậy là xong, mình tắt lửa. Rồi, bình minh bắt đầu ngửi cái mùi thơm rồi đó. Trước khi mình cho ra đĩa thì mình nên cho một ít giấm vào, khoảng 2 muỗng cà phê. Nếu mình thích chua hơn thì mình thêm giấm vào luôn, giấm vào. Bình minh thấy như cho giấm vào như thay đổi màu sắc không hả anh Bình? Nó thơm hơn và nó dịnh vào món này và mình mới thấy bắt đầu nó tóp lại. Và thông thường thì giấm là không được nấu trong lửa quá cao, bởi vì giấm nó sẽ thay đổi màu. À, nó làm thay đổi cái màu sắc của cái món rau mà mình chế biến đúng không ạ? Dạ đúng. Không, cái giấm nó bị không còn nguyên thủy của nó. Quý vị và các bạn cũng đã thấy đấy, với món hoa thiên lý này thì không cầu kỳ, rất đơn giản, nhưng mà chúng ta phải chăm chút từ những nguyên liệu. Và trong khi chờ đợi thưởng thức món ăn thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thư giãn trong giây lát. Và chúng ta đã trở lại với chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay. Anh Lâm Trọng Bình đã chế biến xong món salad thiên lý và bây giờ chúng ta hãy cùng xem anh trang trí và cùng thưởng thức nha. Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, với món này là chúng ta vừa để trang trí cũng vừa để ăn luôn ạ. Dạ đúng. Vâng ạ, như vậy là xong rồi ạ. Dạ, cái món này đã xong rồi. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị khán giả là cái bánh tráng này mình có thể mua bánh tráng này ở ngoài cũng được, nhưng mà cái này thì mình tự làm. Và bây giờ thì xin phép anh Bình cho Bình Minh được thưởng thức để chia sẻ cái cảm giác đó.